đũa mốc lại còn đòi trời mâm son. Cô thử nhìn lại bản thân cô xem, nhà thì nghèo, học hành thì không đến nơi đến chốn, mà lại còn dám vẻ vãn con trai tôi à? Cháu không. Câm miệng. Có phải gần đây việc làm ăn của chị không được thuận lợi? Dù ôi thầy ơi, đúng thế đấy thầy ạ. Không tốt, không tốt. Dạ thưa thầy, có chuyện gì thế hả thầy? Trong nhà chị có một cô gái là khắc tinh của gia đình. Từ lúc nó bước vào nhà, chị luôn gặp chuyện không may phải không? Dù ôi thưa thầy, đúng thế đấy ạ. Dạ thưa thầy, đúng vậy ạ. Nếu nó còn tiếp tục ở lại, không những chuyện kinh doanh của chị gặp nguy, mà có khi còn mất cả con trai. Úi dồi thầy ơi, tôi đang làm việc, làm sao mà đến được? Với lại tôi cũng chả thích cái quán đấy. Nếu anh chán ý, thì anh về nhà đi. Mẹ anh chắc cũng sắp về rồi đấy. Dạ, cô mới về ạ. Giỏi lắm. Tôi trả tiền cho cô để cô buôn điện thoại đấy à? Đứa gọi cho cô có phải thằng Tuấn không? Nó gọi cho cô để làm gì? Dạ, anh Tuấn gọi điện báo là hôm nay sẽ về muộn ạ. Giờ lại còn dám nói dối à? Lúc nãy cô nói với nó cái gì? Cô tưởng tôi không nghe thấy chắc hả? Đũa mốc lại còn đòi trời mâm son. Cô thử nhìn lại bản thân cô xem, nhà thì nghèo, học hành thì không đến nơi đến chốn, mà lại còn dám vẻ vãn con trai tôi à? Cháu không. Câm miệng. Ở đây không có chỗ cho cô nói nhá. Từ ngày cô bước chân vào cái nhà này, mọi chuyện chẳng ra sao cả. Thân làm người giúp việc mà lại còn dám bắt con trai tôi làm thay, không biết xấu hổ à? Cô đừng tưởng vẻ vãn được con trai tôi là được phép bước chân vào cái nhà này nhá. Người như cô ấy chỉ đáng sống một cái nơi ổ chuột thôi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa. Từ nay trở đi, cả hai mẹ con cô cấm bước chân vào cái nhà này. Cút ngay. Kế hoạch mà mẹ từng kể với con rất hiệu quả. Ôi. Hôm nay mẹ thằng Tuấn đã qua đây. Hình như việc làm ăn của nhà ấy đang bị trục trặc. Càng có cớ mẹ đổ hết lên đầu con bé ô xin đó. Kiểu gì người ta cũng đuổi con bé giúp việc đó. Mẹ, thật không mẹ? Con yêu mẹ nhất. Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ? Cái thằng này, lớn thừng ấy tuổi rồi mà vẫn để con danh ấy nó xỏ mũi là thế nào hả? Mẹ nói gì vậy ạ? Con không hiểu ạ. Lại còn bao che cho nhau à? Tôi nói cho anh biết nhá, tôi đã đuổi con hồ ly tinh ra khỏi nhà rồi. Sao mẹ lại đuổi Linh? Cô ấy có làm gì sai đâu ạ? Con nói là không làm gì à? Chỉ vì bênh cho nó mà anh cãi mẹ phải không? Con không có ý đó. Nhưng mà mẹ đuổi Linh không có lý do gì là không được. Mặc dù cô ấy có hơi vụng về, nhưng mà cô ấy đã cố gắng hết sức để hoàn thành mọi việc rồi mà. Tôi không cần biết. Làm việc thì không làm việc, còn ngả ngớn ve vãn con trai chủ, làm sao tôi để yên được? Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Ai ve vãn ai ạ? Còn ai vào đây nữa? Bây giờ tôi cấm nó không được bước chân vào cái nhà này nữa. Cả mẹ nói. Đúng là mẹ nào con ấy. Mẹ không được làm như vậy.